Tại huyện Cẩm Mỹ, trên 1.200 thí sinh, trong đó có 56 thí sinh giáo dục thường xuyên, thí sinh tự do đăng ký dự thi tại 3 hội đồng thi: trường Trung học phổ thông Cẩm Mỹ, trường Trung học phổ thông Sông Rây và trường Trung học phổ thông Võ Trường Toản. Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham gia dự thi, lực lượng công an bảo đảm an ninh an toàn ở mỗi điểm thi, đội thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ tích cực, động viên tinh thần, hỗ trợ tiếp sức cho các em trong kỳ thi. Tại hội đồng thi trường Trung học phổ thông Cẩm Mỹ có trên 400 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Nhiều em tự tin sẽ đạt được điểm cao trong ngày thi đầu tiên này. Thấy năm nay đề văn hóa cũng khá là hợp và phù và hợp với lại sức của học sinh, và em nghĩ là nếu mà ai mà học chắc kiến thức từ đầu năm và nghe giáo viên giảng thì em nghĩ là bài này cũng khá là vừa sức, em nhắm tầm khoảng 8 điểm. Dạ, em khá là hồi hộp nhưng cũng bị chuẩn bị trước cái tâm lý là mình sẽ phải học tất cả các bài nên em không có đoán trước đề cũng như là không nghe theo dư luận. Em cố gắng học hết và cuối cùng em thấy là em làm khá là ổn. Dạ, em thấy đề năm nay khá dễ tại vì là nó hỏi những cái mà em đã học rồi cũng như là em đã tự tìm hiểu được rồi. Em cũng không thấy nó có sự phân hóa quá nhiều. Theo thông tin từ Hội đồng thi trường Trung học phổ thông Cẩm Mỹ cho biết, môn thi đầu tiên đảm bảo an toàn, nghiêm túc, không có sự cố nào xảy ra. 100% thí sinh tại điểm thi này chấp hành tốt nội quy, quy chế.